ra ngoài chợ cô mua con cá dưa hồng á, nó cá còn điều sống, hồng, cá điều hồng, nó còn sống. Cô về cô làm sạch đi, cô cắt làm 3 khúc, rồi cô rửa cho nó sạch máu rồi cô mới bỏ vô kho. Thì hai cái nước đầu nó còn 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 có máu thì mình không có nhìn thấy nó. Đến cái nước thứ ba thì cô bỏ vô cái thau thì 100 viên thuốc ngủ, 30 viên thuốc sốt, uống một lần một nhưng mà không đi. Và trong mỗi người chúng ta đang ngồi ở đây nè, cũng là một cái nhân duyên và một cái chủng tử. Trong thân của cô cũng có tất cả một phần tử ở trong mấy chú. Mấy chú có biết đâu. Mà trong mấy chú cũng có một phần tử của cô. Cô nói chỗ này thì mấy chú không hiểu. Thì cũng là như là cô nói ví dụ đi, như là lúc nãy là cô nói cái ngũ hành và cái trái đất này đó. Thì bản thân của chúng ta sanh ra là từ tinh cha và huyết mẹ, và tất cả các yếu tố đất nước gió lửa của cái quả địa cầu này, trong cái ngũ hành này, thì tất cả những cái nguyên nhân và yếu tố này nó mới xây dựng được ra cái thân này của ta đó. Mà cái thân này của ta thì chẳng qua là ta có cái thân này thì ta mượn là dùng cái thân này thôi, nhưng thực sự ra chính cái thân này cũng không phải là mình. Giả tạm cũng không phải là mình. Vì sao? Cái bản thể của mình là nó thực sự ra nói nó không thấy cái thân này không phải là mình thì nó cũng là không đúng, mà nói nó là mình thì cũng là không đúng. Nhưng mà là mình tạm thời mình đang ở trong cái vũ trụ này, cái ta bà này, trong cái ngũ hành này, thì là mình dùng có nó, mình dùng tạm với nó, mình dùng tạm thôi. Vì là đã có sẵn rồi, có sẵn thì mình dùng tạm, mình dùng tạm để mình đi tiếp trên cái con đường tu của mình, để mình thấy rõ được chính mình là ai. Thì chỉ như vậy thì mình mới không có bị cái địa cầu này chi phối, mà cũng không bị cái ngũ hành này nó để. Thì cũng như là cô nói, nếu mà mình thấy được cái tâm tham, tâm sân và tâm si của mình, ba cái này nếu mà mình buông bỏ được thì ngay cái chỗ này là nó giải thoát, mà nó giải thoát khỏi cái ngũ hành này. Tại vì mình không có ba cái này thì cái ngũ hành này nó không trói buộc được mình. Cái địa cầu này nó không trói buộc được mình, mà mình vẫn còn nó trong, mình vẫn còn ba cái tâm này, thì cái ngũ hành này nó vẫn trói buộc mình, thì mình vẫn đi theo cái nhân quả và cái luật luân hồi đó, nó không thoát được. Nó là như vậy. Thưa sư cô, thì trong cái thời buổi hiện tại bây giờ thì cũng như là cái tham, cái sân, cái si thì phải nói là nó rất là khó bỏ. Thì theo như sư cô có thể chia sẻ cho bà con làm như thế nào mà để bỏ được ba cái đó không sư cô? Nói thật sự ra, nói khó bỏ cũng không phải là khó bỏ. Mà nói không khó bỏ cũng không phải là không khó bỏ. Ví dụ như là cái tâm của mình á, khi mà mình đang tham nhiễm một cái gì đó. Cô nói ví dụ như là một cái ái đi, cũng đó là một cái tham. Ái cha, ái mẹ, ái chồng, ái con. Rồi ái tất cả những các cái gì mà đang ở thế gian này mình có. Mình nhìn thấy được cái này rồi, không phải là mình bỏ là mình bỏ rơi, mà là mình buông bỏ cái tham này. Có nghĩa là mình nhìn thấy cái tham này, mình không đắm vào nó. Thì từ từ mình tập từ từ. Ví dụ bây giờ cha mẹ thương con cái quá, mà mình mang tiền bạc của mình á, mình đưa cho con cái mình, để cho con cái mình đi cờ bạc, rượu chè, thì cái đó vô tình thương thành ra hại, đúng không? Mình thấy được cái đó rồi, mình không làm. Mình thương nó thì mình phải chỉ dẫn nó quay lại. Ví dụ bây giờ nó đi nhậu nhẹt một ngày á, tới 2-3 lít, mình thấy như vậy thôi con, bây giờ bố mẹ đi làm cũng cực khổ, kiếm tiền cũng khó khăn, thôi thì bây giờ con uống một ngày 2-3 lít thôi, thì hôm nay con uống khoảng độ 1 lít thôi đó. Mình giảm từ từ cho nó, thì từ từ vô tình là mình cũng đang dẹp bớt cái tâm ái của mình nè, cái tâm tham, cái tâm ái của mình á, mình dẹp bớt từ từ đó. Thì con cái mình nó thấy như vậy nó cũng dẹp từ từ. Còn bây giờ mình thấy như vậy rồi mình đưa, rồi thôi bây giờ mình thấy mình có tiền mà, rồi bây giờ mình muốn uống bao nhiêu mình cứ uống, tao có tiền tao cho đó. Vô tình mình thương mà mình hại, mình hại con cái mình, thì cái đó nó không phải là cái tham của mình, mà cái đó là vô tình là mình mang con mình bị đọa. Thì ngay cái tâm tham này mình buông lại, mình vẫn thương yêu con mình, nhưng mà mình thương yêu bằng cái gì? Bằng cái tâm từ của mình, để cho con cái mình nó quay đầu. Chứ không phải là mình thương mà mình mang cái số này số kia để mình cho con cái mình, để cho con cái mình
nó bị đọa mình cũng đọa, nó là như vậy. Yeah. Chứ thực sự ra nó không có gì là khó hết. Nếu mà mình biết, ví dụ bây giờ vợ chồng cãi nhau đi, mình biết được cái tâm sân của mình rồi đó. Tại vì mình đang cãi nhau ngay cái chỗ đó, nên mình biết là cái con ma trong mình nè, yeah, nó đang xúi giục mình đó. Nó nổi lên cái tâm sân để nó dẫn mình đi đọa lạc đấy. Mình thấy được mình đang nóng lên rồi, tự nhiên mình kìm lại, mình nói ồ không, cái này không được, cái này là cái con ma trong mình nó đang xúi giục mình để mình bị đọa này. Mình đánh vợ đánh con này, hoặc mình đánh bạn đánh bè nè, thôi cái tâm này nó không có tốt, thôi mình thấy nó nóng lên rồi, thôi bây giờ mình buông nó đi, để mình như là thôi bây giờ uống một ly nước lạnh vô đi cho nó nguội vớt lại. Mình tập từ từ, hoặc là mình bỏ mình đi một cái nơi nào đó, mình ngồi để mình tĩnh tâm mình lại, thì tự nhiên cái tâm này nó không có còn khởi nữa. Vì sao? Mình không có để cho cái con ma trong mình nó khuấy động lên, thì cái này nó không thể nào nó trỗi ra được, mà là do mình thôi. Tại vì khi mà mình thấy mình nóng rồi đó, ai nói một câu nào đó thì cái ngã mà nó lớn quá chịu không nổi, rồi bắt đầu là anh hùng ta lên xanh quần xanh áo chạy ra, thấy không? Thì cái này là mình đang nương nó, rồi nó làm chủ lấy mình. Ngay cái lúc này là nó làm chủ mình đó, đó. Thì vô tình, thấy không? Vô tình mình tạo ra cái điều đó, mà chính bản thân mình tạo chứ người khác không có tạo nha. Người cũng ta, do mình không hết sư cô. Đúng rồi. Tại vì người ta là nó cái lời nói, nhưng mà ví dụ như là bây giờ cô nói ở đây, nhưng mà mấy chú có thể cầm tay nắm được không? Không, đúng không? Vậy thì mấy chú đang lấy cái gì để nghe cái câu của cô nói? Mấy cô trả lời cho cô đi. Lấy cái tai và cái tâm thức thôi. Chú lấy cái gì để nghe? Để nghe cô nói. Cảm nhận. Làm chú. Cô không biết cô. Thưa cô. Anh mày. Con nghĩ là dùng tâm để nghe. Và con cũng muốn hỏi sư cô là tâm là gì? Dùng tâm, nhưng mà con lại ngược hỏi sư cô tâm là gì? Cảm ơn sư cô có thể giải thích cho anh chị em ở đây cùng biết mà. Và đây cũng là tâm luôn. Và đây cũng là tâm luôn. Thế bây giờ cô không có nói. Nhưng mà nếu mà cô hiểu được cái chỗ, cái câu cô nói rồi đó, cô hỏi cô rồi đó, cô chỉ có biết cái này rồi, rồi cô thả xuống. Thì cô nhận được cái gì đó cô cứ nhận, mà cô không nhận được cái gì đó là của cô. Tại vì á, cái chỗ này nó không phải là cái để cho mình diễn tả, mà cũng không phải là cái để mình mang ra mình nói. Tại vì mình mang ra mình nói, nó không có còn là cái chỗ này nữa. Cô hiểu chưa? Nó không còn là cái chỗ này nữa. Không có cái điểm kết hả cô? Ừ? Có nghĩa là nó không có cái điểm kết hay sao? Cũng không phải là nó không có điểm kết, mà cũng không phải là không có cái điểm khởi đầu, cũng không phải là không có cái điểm dừng. Nhưng mà cái chỗ này nó là nâng lửng như vậy, thì nó mới gọi là không sanh và cũng không diệt. Nó chỉ có là như như thôi, không sanh cũng không diệt. Thì vô đến cái chỗ này thì nó không còn cái chỗ để nó. Nếu Phật pháp mình hiểu ra, nó vô đến cái chỗ đó thì không còn để nó. Thì nếu mà cô hỏi cô được cái câu hỏi này thì cô cũng đã có rồi đó, có một chút cô rồi đó. Thì cô nhận được cái gì đó cô nhận, mà cô không nhận được cái gì đó cũng là của cô. Nói chung cái sự thích thì nó không có cái gì cả. Thì cuộc sống thì ai cũng sẽ có cái hoàn cảnh với nhau, thì mỗi một người ai cũng vậy cả. Thì trên cái con đường của cô đi tu thì nó cũng nói chung là mình phải chịu trải qua thôi. Thì cái chông gai thì bắt buộc là mình phải đi, thì từ khi mình đi thì mình mới bước được tới, nó là như vậy. Thì nói chung là nó cũng không có cái gì để cho mà mình phải tự hào mà phải chia sẻ cả, nó là vậy. Thì cuộc sống này cô ở ngoài đời thì cô cũng có gia đình. Hồi nhỏ thì khi sinh ra thì bố mẹ, khi mà mình biết được bậc bạ rồi thì bố mẹ hỏi từng câu, lớn lên mày làm cái gì, chỉ cứ biết trả lời một câu lớn lên đi tu. Thì bố mẹ mới nói chứ mày có mà tu hú á, chứ tu cái gì, biết cái gì mà tu. Ở ngoài quê của cô á, thì nói chung là hồi đó là nó không có Phật pháp. Ở ngoài quê cô là chưa biết Phật pháp là gì á. Quê mình là ở đâu, xin cô? Ở Nga Sơn, ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Mà ở ngoài đó thì nó chỉ có là đồng bà đồng thầy là nhiều.
Dạ. Thì lớn lên thì khi mà bố mẹ lớn lên mà mọi người lập gia đình hết á, mà mình thì không chịu lập gia đình, thì cũng như vậy đó. Hỏi mày làm gì thì đi tu chứ làm gì. Ấy mày biết ở đâu mà tu, có tu hú chứ tu thì mày nó tu hoài. Nhớ xong rồi bắt đầu là thấy cha mẹ ép mình đi lập gia đình, thì mình thấy như vậy đó thì mình mới biện cái lý do, tại vì không muốn lập gia đình là biện lý do. Nó kêu chứ thôi bây giờ gia đình thì anh em bà con cũng có người trong Nam đó. Thì hồi đó thì gia đình nhà cô thì cũng có các bác là làm bên bất động sản ở dưới Cà Mau á, làm đông lạnh ấy. Mới nói chứ thôi bây giờ cho con xin vào trong đó con đi chơi. Rồi con chơi chán rồi con về con mới lập gia đình. Bây giờ con chưa có đi đâu hết mà các bác con lập gia đình biết cái gì mà lập gia đình. Dù ông bà, rồi ông bà cũng cho đi. Cho đi thì cô vô trong đó cô làm thì được một thời gian, cũng được một năm để cô sinh bệnh. Cô sinh bệnh cuối cùng cô đâu có ăn đồ mặn được đâu, ăn đồ chay. Thì sau này về mới hỏi mẹ, mẹ mới nói hồi xưa mang bầu mày tao cũng có ăn được cái gì đâu. Cơm á, nhiều khi á, ăn cơm trắng mà ngoài còn không ăn được cái gì đồ mặn nữa. Nói chứ tự nhiên sao mà thấy cái cảnh như vậy đó rồi không ăn được đồ ấy luôn. Mà đến nỗi mà cô tỉnh dậy nha, cô bệnh một tháng cô tỉnh dậy. Cô là cô ra ngoài chợ cô mua con cá dưa hồng á, nó cái còn sống, hồng, cái hồng. Nó còn sống. Cô về cô làm sạch đi, cô cắt làm 3 khúc. Rồi cô rửa cho nó sạch máu rồi cô mới bỏ cô kho. Thì hai cái nước đầu nó còn có máu thì mình không có nhìn thấy nó. Đến cái nước thứ ba á, thì cô bỏ vô cái thau thì ba cái khúc nó nối liền với nhau, nó bơi xung quanh cái thau. Rồi cái cô mà công ty người ta cho nghỉ để ở nhà chăm cô đó, cô mới thấy vậy đó. Cô thấy cô ngồi mà cô dọn cái thau không mà không có làm gì hết đó. Cô mới nói chứ mày mới bệnh vậy á, có làm nổi không, không làm nổi để cho tao làm cho. Nó nhìn vô cái thau nó thấy ba con cá đang bơi đứng ngất tại chỗ luôn. Ngất xỉu luôn. Ngất luôn. Tức là ba cái khúc của con cá điêu hồng á là nó gáp lại hay là nó bình thường cô? Có nghĩa là nó nối như vậy nè, tại vì mình cắt khúc ra rồi. Thì nó nối khúc kiểu này nè, nó bơi. Nó nối lại luôn hả? Chứ nó không phải là nối lại nguyên con. Nó không có nối lại, nhưng mà nó vẫn giống như là đúng vẫn rồi. Còn cái lỗ hở. Nó vẫn còn cái lỗ hở mà y như là một cái con cá là nó còn sống nguyên. Trời ơi. Rồi từ đó trở về sau là cô không ăn, cô không ăn mặn được luôn. Rồi xong rồi sau này á, thì cái cuộc sống của mình á, thì mình cứ bệnh hoài và làm công ty á, mình cũng đâu có làm được đâu. Rồi cô bỏ, muốn bỏ cái xác này nè, cô buôn bỏ nó đó, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng cô cũng có bỏ được đâu. Mua 100 viên thuốc sốt, thuốc ngủ, 100 viên thuốc ngủ, 30 viên thuốc sốt, uống một lần một nhưng mà không đi. Tại vì cô thấy đi làm công ty á, thì một tháng có 30 ngày mà mình nghỉ hết 27 ngày rồi. Đi làm được có 3 ngày mà công ty không đuổi việc, viết đơn xin nghỉ công ty không cho. Cứ như vậy đó rồi mình thấy tự cái thân mình thấy mình bất mãn. Mình nói cha mẹ sinh mình ra, mình cũng chẳng làm gì được cho cha mẹ mình. Mà bây giờ đi bươn trải cho xã hội để mình đi làm, mà chỉ có đủ tiền trả nhà trọ. Thì mình sống trên thế gian này để làm cái gì? Mà trong khi đó là mình không có biết chùa chuyện, mà cũng không biết Phật pháp là cái gì nữa. Thì hồi đó cô ngu cái đó, không biết Phật pháp là gì mà không biết chùa chuyện là gì đâu. Rồi bắt đầu là cô mới buông bỏ cái xác này. Nhưng mà không được.